Bữa nay lá cẩm mẹ làm màu đậm quá chừng ha. À, bữa nay mình ăn với lạp xưởng nhà Nam Việt nè. Lạp xưởng ăn với xôi. Rồi đẹp quá ha. Thủ qua này với lại màu bò nè gì Út. Không, ở qua với cá thắt lá. Vậy này là bò. Vậy Út về lâu chưa Út? Út về trước bãi cái màu đậm đẹp đó. Dạ hả? Dạ. Sợ tối hả? À, 17 ha. Rồi má năm. À, mẹ đang chuẩn bị vài món ra. Bữa nay gì Út đãi mấy món ta? Không gặp gì Út phải hỏi. À dạ, chủ nha. Trời ơi. Giúp làm cháu tuổi già. Món thứ nhất, món thứ hai là đâu? À, lưỡi tử hầm tiêu. Chị ba, hai bữa chị ba. À, lưỡi heo, dạ. Món tử hầm tiêu, tử xanh đó. Dạ. Rồi món cháu thứ tư. Món thứ tư là mẹ đem xôi với lạp xưởng nha. Dạ, bốn món. Trời ơi. Đồ dữ vậy. Năm món luôn. Chưa tính lay xét ha. Nhưng mà bữa nay tiệc gì mà hoành tráng dữ vậy ta? Tiệc mừng cô Bi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. À dạ. Nay về nhà với mẹ phải không? Ăn mừng không? À, cả nhà mình nhớ 2 năm trước không? Có một bữa gì ăn nghệ rất là vui. À, tiễn em làm nghĩa vụ. Bữa nay em về với gia đình rồi. À. Nay vui nè nghe. Nay vui nè. À, Quang Sơn chào cả nhà nghe. Bữa nay mình trở vô nhà Dốt 15. Mình ăn một bữa tiệc gia đình cùng với mấy dì cậu 7, 17 nè. Mà anh chị cũng chưa tới đủ. Nhân vật chính đâu rồi? Chào cả nhà. À. Về ốm hả ưng? Dạ ốm anh ơi. Mấy ký? Ốm mấy ký? Dạ xuống 12 ký. Lần hồi 3 tháng vô xuống 12 ký tới giờ không lên ký nào nữa. Nó cứ đứng đứng vậy hoài. Còn về đen. Về mẹ nuôi lại. Còn đen thì nó đen vậy hoài luôn, không chắc không biết nữa về nhà sao. Chứ đen là đen tiền. Mấy mốt mẹ mua kem đất lăn xuống không xài. Anh phải chạy thì nó sẽ thì nó sẽ tắm. Trắng răng nghe. Nãy vô thấy vô Út có chuẩn bị văn nghệ nữa ha, chút xíu nữa cả nhà mình văn nghệ cho vui nghe. Ở nhà vẫn đang dạ. Bữa nay vui vẻ hơn như 2 năm rồi. Bữa nay là mấy mâm Út? 4 con. Dữ vậy? Thì mới đầu rồi tới nhà mình. Thôi hơi chiều này còn nói hồi sáng chứ vô Út ghé nói chỉ có trong nhà mình thôi có mấy người à. À, giờ là thành bóng mâm luôn. Giới. Cả nhà thấy bé Ti nói thở dữ có một đứa con hả Kubi là lớn rồi tới bé Ti còn ở đây là con của Út 14 ha cô ngói lớn mà còn kêu cô ngói đẹp trai quá cũng cỡ chạng rồi ha chạng đó. À, đẹp trai quá trời. Chi nay thấy hai bạn đẹp rồi, thấy mặt tay rồi lại ha. Nay đẹp, nay giá không tỷ rồi. Bữa nay còn có Sơn Hùng, Sơn Hà nữa cô chú ha. Hai Sơn Hà chào cô chú nè. Sơn Hùng. À. Chó hả? Chim. Con tưởng trong lòng chim hả? Kêu đó, hồi nãy vậy nó thấy mặt mình lên nó kêu lên hái vú sữa hả? Khác nhỉ? Chứ không ra chơi bạn à. Đấy tiệc xong cho mẹ dọn lên chưa? Hay là chờ nó dạ. À giờ mình lên nhà trên chơi ha, uống nước trà đi. Dạ. Đây cả nhà mình lên nhà trên nghe. À, đây là món lẩu nè, bún nè, à, để trên lan can, đừng bưng mâm cho lẹ. À, giờ cả nhà mình lên nhà trên chơi ha, ra sân. À, anh bảo chị Thẩm chưa tới ha. Xôi này giống cái màu áo. À, giống quá Hân quá vậy ta. Quyên á. Phải Hân không? Rồi, Bảo Tính tới rồi phải không? Ba Bảo Tính đâu? Đâu vô đây chịu không? À, vô đây chịu không nè.
Đang lạ hả? Ở dạ chỗ nè. Rồi, bé Minh. À, bây giờ chắc mình nhập tiệc trước, ăn no rồi mới có sức văn nghệ ha. À, dốc coi mày mấy anh mấy bác hàng xóm nữa. Dạ, anh ba khóc vậy nè. Ba khóc sao con? Ba chơi vòng vòng Oh,
Thương một người
Thank you.
Với bé Kobe. Rồi, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.